Em test các chức năng cơ bản của máy cho mình anh nhé. Em test camera. Đây là cam của máy ạ. Mic thu lại ạ. Em test bàn phím cho mình ạ. Những phím hiện trắng trên màn hình là những phím có trên bộ bàn phím ạ. Những phím này thì trên bàn phím không có, nó sẽ không hiện ạ. Loa của máy ạ. Ổ cứng 52B em đang để là một ổ ạ. Mình muốn chia làm mấy ổ bên em sẽ chia cho mình ạ. ID của máy ạ. Ngoại hình của máy nhé, tổng thể máy còn rất là đẹp luôn ạ. Đây là mặt trước của máy ạ. Các cạnh của máy đây ạ, không có bị va đập hay là cấn móp gì cả. Mặt sau của máy ạ, mặt sau thì có hơi xước nhẹ một chút đây ạ. Ở đây một chút, nói chung là máy đã qua sử dụng nên là không thể tránh khỏi được. Pin con này cũng còn khá là cao đấy ạ, pin 90% ạ. Mặt trong của máy cũng còn rất là mới ạ. Chỗ này là chỗ lớp lót cao su thì có hơi bị xước một chút chỗ này thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến máy, nó là lớp lót cao su đấy ạ. Tổng thể chiếc này em chọn cho mình là chiếc ngoại hình đẹp nhất đấy ạ.